Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trại TV. Mong rằng các bác tiếp tục ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là hình ảnh mà các bác có thể thấy, đó chính là Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Thì đây là cái khung cảnh ở trong có thể nói là phiên khai mạc Quốc hội bất thường ngày hôm nay, và có lẽ chưa có một nhưng mà chúng ta không tính những cuộc họp chính thức ở đầu nhiệm kỳ thì có lẽ rằng là chưa bao giờ có nhiều vị trí thay đổi ở trong một cái kỳ họp bất thường như cái phiên họp này và được thông báo công khai trước mọi người, trước toàn nhân dân, và rất nhiều vị trí sẽ được thay đổi. Và đó cũng là cái lời cam kết của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi mà nhậm chức, thì cũng nói rằng là việc kiện toàn các vị trí có lẽ là ưu tiên hàng đầu trong cái lúc này. Và chúng ta nhìn vào danh sách thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều vị trí. Đây là Quốc hội họp bất thường, khai mạc bất thường vào sáng ngày hôm nay, tức 26 tháng 8, để quyết định các vị trí cán bộ cấp cao như là chánh án tòa nhân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng một số thành viên chính phủ. Và sau lễ chào cờ thì các đại biểu, như các hình ảnh các bác vừa xem, thì đó chính là một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì cho biết cuộc họp diễn ra trong một ngày, tức là ngày hôm nay, 26 tháng 8, nhằm thảo luận cho ý kiến thì việc thứ nhất là miễn nhiệm chánh án Tòa Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao hiện nay thì là ông Nguyễn Hòa Bình, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hiện nay thì là ông Lê Minh Trí, hai ông thì sẽ nhận nhiệm vụ công tác mới nha các bác. Tức là chúng ta cũng sẽ có những tân chánh án và tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Và Quốc hội thì cũng phê chuẩn để miễn nhiệm một Phó Thủ tướng và một Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng và một Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nghỉ công tác. Kỳ họp này thì các đại biểu cũng biểu quyết để bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15, tức là sẽ là Bí thư Tuyên Quang, ông Lâm thì phải. Và theo ông Trần Thanh Mẫn thì Quốc hội cũng cho ý kiến việc bổ sung một Phó Thủ tướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Tư pháp và bầu chánh án Tòa án tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Và ở đây thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có nói rằng là đề nghị các đại biểu Quốc hội là phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và đạt cái sự đồng thuận và nhất trí cao. Chủ tịch Quốc hội nói như thế. Thế thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều những cái thay đổi. Như vậy chánh án Nguyễn Hòa Bình sẽ có thể rằng là đi nhận nhiệm vụ khác, chúng ta chưa rõ nhận nhiệm vụ là gì, nhưng mà tôi dự đoán rằng là ông sẽ sang để làm Phó Thủ tướng Thường trực. Chính phủ thì luôn luôn có hai cái vị trí, nếu mà trừ Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra thì chính phủ luôn luôn có hai cái vị trí thuộc về Ủy viên Bộ Chính trị, thứ nhất là Thủ tướng và thứ hai là Phó Thủ tướng Thường trực. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là trước đây á, đều trong Bộ Chính trị ấy. Thì như vậy là có thể ông Nguyễn Hòa Bình đang là đương kim Ủy viên Bộ Chính trị có thể là chuyển sang với chính phủ để mà làm Phó Thủ tướng Thường trực. Và vị trí của ông Nguyễn Hòa Bình thì sẽ được chám vào là bởi ông Lê Minh Trí. Như vậy thì dự đoán thôi, bởi vì trước đây các vị trí đều xuất phát điểm là từ chánh án, nghĩa là từ công an, sau đó rằng là sang viện trưởng viện kiểm sát, sau đó từ viện kiểm sát thì chuyển sang làm gọi là chánh án tòa nhân tối cao, và sau đó là có thể làm phó thủ tướng, cũng tương tự giống như ông Trương Hòa Bình trước đây chẳng hạn đấy. Đó, có hai Nguyễn Hòa Bình, một là họ Nguyễn, hai là họ Trương, thì đấy là cái chúng ta có thể thấy. Và như vậy thì chúng ta thể thấy rằng là miễn nhiệm cả một phó thủ tướng, ở đây là miễn nhiệm cả một phó thủ tướng và bộ trưởng bộ tư pháp đó, để nhận nhiệm vụ công tác mới, thì như vậy là có thể rằng là
bên Bộ Tư pháp là ông Lê Thành Long có thể sang làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. À, có thể như vậy thôi, còn chúng ta thì cũng chưa rõ. Còn ai sẽ làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì cái này là rất là khó đoán. Cũng sẽ miễn nhiệm một cũng phê chuẩn là miễn nhiệm một Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nghỉ công tác. Thì ở đây là chúng ta có thể thấy là vừa rồi là ông Lê Minh Khái thì cũng đã nghỉ công tác và đang là đương kim Phó Thủ tướng. Ông Khái thì trước đây là Tổng Thanh tra Chính phủ, và trong việc Thanh tra Chính phủ liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh là một cái dự án siêu lớn mà chúng ta có thể thấy là của Nguyễn Cao Chí, ở Trương Mỹ Lan, với rất nhiều những cái sự bí ẩn ở trong đó. Thì Thanh tra Chính phủ đợt đó đã tạo ra một cái quyết định mà có thể nói rằng là làm ngỡ ngàng rất nhiều người, và ngay cả trên diễn đàn Quốc hội thì người ta cũng đã chất vấn cái việc này rất nhiều. Tại sao mà ra quyết định thu hồi rồi ấy rồi mà một thời gian sau thì lại chỉnh sửa lại cái đó để mà cho phép được làm tiếp? Thì như vậy nó có phải là một cái gì đó không? Bởi vì là lúc rút thì là một chủ, còn lúc cho làm tiếp thì lại là một chủ khác. Thì như vậy nó sẽ làm mất đi cái tính khách quan của thanh tra, và nhiều khi nó còn vi phạm cả một cái luật, nó gọi là luật thanh tra nữa. Đấy là ông Lê Minh Khái. Còn chúng ta vừa rồi cũng thấy rằng là nghỉ công tác kiểu bất thường trung ương ấy, thì cũng nghỉ công tác đối với ông Đặng Quốc Khánh. Ông Đặng Quốc Khánh là một người rất trẻ và trước đây gọi là chủ tịch Ủy ban Nhân dân trẻ nhất cả nước. Lúc đó ông là chủ tịch Ủy ban Nhân dân trẻ nhất cả nước với chủ tịch của tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó thì các bác có thể thấy là ông làm bí thư của Hà Giang, và từ khi làm bí thư của Hà Giang thì sau đó là ông được chuyển về làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Có thể nói là rất kỳ lạ khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường là mấy năm liền thì đều là người Hà Tĩnh, mấy nhiệm kỳ liền. Thế thì đây là cái mà chúng ta thấy nha. Và ông Đại Quốc Khánh thì cũng đã xin nghỉ rồi. Như vậy là sẽ có một Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường mới. Và nếu mà để thấy, nếu mà tôi làm người ta cũng nhân sự ấy, thì tôi thấy rằng là có lẽ một bí thư của tỉnh sẽ được điều lên, và có lẽ rằng là ví dụ như là bí thư Yên Bái hay gì đó, anh Duy thì phải. Thì chúng ta chỉ dự đoán đấy thôi, bởi vì nó cũng có cái sự phù hợp liên quan đến cái vị trí là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Về việc bổ sung một Phó Thủ tướng thì như tôi chia sẻ với các bác đó, bổ sung một Phó Thủ tướng nhiệm kỳ thì có lẽ rằng là khóa Quốc hội có 15 thì có thể là ông Nguyễn Hòa Bình sẽ sang làm Phó Thủ tướng thường trực, và phê chuẩn bổ nhiệm là ba Phó Thủ tướng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là vừa rồi là ông Trần Lưu Quang đã cũng chuyển đi rồi, và ông chuyển đi rồi, và có thể nói rằng là ông Trần Lưu Quang thì chuyển sang làm trưởng ban kinh tế trung ương đấy. Còn ông Lê Minh Khái thì cũng như là vừa rồi xin nghỉ hưu luôn. Thì như vậy là còn rất là ít Phó Thủ tướng. Như vậy là sẽ bổ sung để thay vào vị trí của ông Khái, bổ sung thay vào vị trí của ông Trần Lưu Quang. Thì như vậy có thể có những cái tên ví dụ như là Bộ trưởng Hồ Đức Phước sẽ lên làm như vậy. Đó. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bổ sung thêm cả Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chánh án Tòa tối cao, Viện Kiểm sát tối cao. Và đây là những cái mà chúng ta sẽ thấy ở trong cái kỳ tới. Có lẽ là chưa có một cái nhiệm kỳ nào mà bổ sung, phê chuẩn, miễn nhiệm nhiều như cái nhiệm kỳ này. Và thật sự muốn làm gì thì làm, ổn định đội hình trước rồi mới làm ăn được, cái đúng không các bác? Thì chúng ta cũng mong rằng là dưới thời của Tổng Bí thư Tô Lâm thì mọi thứ nó sẽ được kiện toàn và nhanh chóng để mà bắt tay thực hiện, bởi vì nhiệm vụ thì còn rất là nhiều. Đó. Đôi điều chia sẻ các bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.